Hello xem nhé. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là gà đây. Hôm nay thì chúng ta đã có thêm một cái gói exchange mới. Anh em có thể vào trong phần này, chúng ta có một vài gói cũng khá là hấp dẫn. Đầu tiên thì trong cái phần sự kiện hero, chúng ta đã có thêm một cái gói mới. Đấy chính là anh em có thể exchange được các con hàng từ 93 đến 94 của cái phần sự kiện hero. Và điều kiện để có thể exchange được con hàng này thì nó cũng khá đơn giản, khi mà anh em sẽ cần là 3 cầu thủ có độ là từ 90 đến 92. Thực sự thì cái gói exchange này ra thì mình cũng đã giải tỏa được rất nhiều con hàng trước đây mình ôm. Ví dụ như là con hàng Van Nistelrooy hoặc là con hàng Kenilis thì mình mua tầm khoảng là 100 con. Hiện nay cuối cùng thì cũng đã có cơ hội để có thể exchange được cái gói này. Ok, và nhân tiện thì mình đang làm video này thì mình sẽ thử một gói xem liệu cái con hàng 93 đến 94 này có ngon hay không và có đáng để exchange hay không nhá. Và tổng cái số coin để anh em có thể exchange được cái gói này nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 7 triệu coin đến 7 triệu rưỡi coin, nên là chắc chắn là cái gói 93 94 này là một cái gói cực kỳ kinh tế nếu như mà anh em đã có phôi nhá. Ok, mình sẽ đi thử gói exchange đầu tiên trong cái gói 93 94 này. Thực sự thì các cầu thủ nó cũng không quá ngon đâu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ được lãi khi mà exchange cái gói này. Ok, chúng ta sẽ đến với cái gói đầu tiên. Chắc chắn là một cái workout của sự kiện hero, cờ Anh. CB ạ. Con hàng này sẽ là con hàng Kinh. Con hàng Kinh thì cầu thủ này giá khá là rẻ nha mọi người. Cầu thủ này thì hiện nay trước trên chợ thì giá sẽ rơi vào tầm khoảng là 11 triệu 8 coin. Và hy vọng rằng những con hàng như này nhá, anh em hiện nay chưa bán vội, anh em cứ để đấy, khi mà chúng ta kết thúc cái gói exchange này, chúng ta xem giá cầu thủ có tăng hay không hoặc có giảm nhiều hay không thì chúng ta mới bán, tại vì hiện nay bán cũng rất khó. Còn trường hợp mà anh em mở được những con hàng mà không quá ngon thì anh em có thể mang những cầu thủ này đi sang cái phần coin này. Anh em có thể thấy là chúng ta có cái phần exchange các cầu thủ có euro là từ 93 cộng. Giả sử như là anh em mua các cầu thủ có euro 90 có tổng rơi vào tầm khoảng 7 triệu coin thì anh em có thể exchange con hàng 93 để có thể đổi ra được 8 triệu coin, là chúng ta sẽ lãi được 1 triệu coin. Do đó thì cái gói này chắc chắn là một gói cực kỳ kinh tế và anh em có thể exchange để có thể kiếm coin. Và ngoài ra thì với những em nào mà đang ôm cầu thủ 90 như mình thì thực sự chúng ta cũng đã về bờ ngày hôm nay. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng có thêm một cái gói exchange mới. Đấy chính là anh em có thể exchange để nhận được con hàng Yaya Touré, một thẻ của sự kiện hero và đá ở vị trí là CDM. Và để có thể nhận được con hàng Yaya Touré này, anh em sẽ cần là 8 cái token Touré. Thực sự thì cái phần này nó mình cảm giác là có vẻ như là nhiều hơn so với các phần có exchange khác. Và anh em sẽ phải mang cầu thủ đi exchange trong cái phần này. Chúng ta có 8 cái token và mình cũng đã có một bảng tổng hợp để em có thể tham khảo. Đầu tiên thì ở cái gói token 1 anh em sẽ cần là 5 cầu thủ có độ là 70 cộng. Tiếp theo cái gói token 2 anh em sẽ cần là 1 cầu thủ Barca có độ là 75 cộng. Ngoài ra là 1 cầu thủ 75 cộng và 3 cầu thủ có độ là 70 cộng. Anh em có thể xem lần lượt tất cả các điều kiện trong cái bảng mình đã đưa lên nhé. Tại vì cái phần này thì để tổng hợp anh em có thể là nắm được thôi. Còn nếu như mà anh em vào từng gói chúng ta cũng có thể xem được về cái điều kiện. Và tổng để có thể exchange được con hàng Yaya Touré này sẽ rơi tầm khoảng từ 15 đến 20 triệu coin cho một con hàng có độ là 94. Thực sự thì với những con hàng như này thì mình không thích exchange lắm, tại vì exchange về chúng ta không bán được, là những con hàng untradeable. Còn nếu như mà anh em nào mà ít tiền, anh em nào mới chơi, anh em chưa đủ điều kiện để sắm cho mình những con hàng chất lượng thì có thể exchange con hàng lui xuống này nhá. Ok, và liệu anh em đã exchange cái gói này chưa? Anh em có nhận được con hàng nào ngon hay không? Thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhá. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng đến với thông tin thứ hai, chính là chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới sẽ xuất hiện vào thứ 5 tuần sau. Và tất nhiên là khi nhắc đến những cái thông tin liên quan leak về FC Mobile hoặc là các phần sự kiện liên quan đến FC Mobile, chúng ta không thể bỏ qua một cái tên được mệnh danh là dầu gội của FC Mobile, chính là cái ông Saporiz. Và theo ông này thì chúng ta sẽ có một cái phần sự kiện sẽ có tên là Centurion sẽ xuất hiện vào thứ 5 tuần tới em nhé. Hiện nay thì EA ra cũng khá là nhiều sự kiện để em có thể cày cuốc, và khi mà kết thúc cái phần sự kiện hero chúng ta sẽ có cái phần sự kiện là Centurion này. Và thứ 3 tuần tới chúng ta sẽ có một cái buổi livestream của Mr. Kiến để giới thiệu sơ qua về cái phần sự kiện Centurion này, thì sẽ rơi vào tầm khoảng là sáng thứ Tư, khoảng 2 giờ sáng thứ Tư của giờ Việt Nam. Thực sự thì anh em cũng không cần phải xem đâu, tại vì chắc chắn là mình sẽ có một video tổng hợp để anh em có thể tham khảo. Và trong buổi livestream này thì ông Kiến cũng sẽ nhắc sơ qua về cái cách chơi cũng như là những cái cập nhật liên quan đến gameplay của FC Mobile. Thực sự thì những cái cập nhật này thì EA nó ra cũng truyền thông khá là nhiều, nhưng mà đến lúc ra thì mình thấy nó vẫn như cũ. Thực sự chúng ta cũng không nên mong chờ quá nhiều, và khi mà ra chúng ta sẽ trải nghiệm dần thôi. Và ngoài ra nữa thì ông Starbridge cũng có nhắc đến là chúng ta có thể convert, tức là chúng ta có thể chuyển đổi những cái hero token và cái điểm bad boy sang cái điểm Centurion, tức là chuyển đổi những cái điểm của sự kiện hiện tại sang cái vật sự kiện tiếp theo. Thì cái điểm hero token là những cái điểm nào? Anh em có thể thấy là đây chính là cái điểm này, mình sẽ mở cho anh em xem qua một chút. Chính là cái điểm trong cái phần sự kiện hero, chúng ta có cái phần là hero expedition. Cái phần này thì hiện nay thì nói thật anh em là mình không chơi cái phần này, tại vì là cái phần này nó đá rất là mất thời gian, và ngoài ra thì các phần thưởng nhận được trong cái phần này thì mình không chắc là anh em đã nhận được chưa, còn mình thì nhận toàn cầu thủ cùi nên là mình không thích đá cái phần này. Và những cái điểm này nếu như mà anh em không quay hết, anh em có thể mang sang cái phần sự kiện tiếp theo là sự kiện Centurion. Tuy nhiên là nói thật với anh em là khi mà chúng ta đổi sang cái phần sự kiện mới ấy, chúng ta chỉ đổi được tối đa là 1.500 điểm thôi, và những cái điểm này thì sang quay sự kiện mới cũng chưa chắc đã ngon đâu, nên là mình khuyên em là thôi anh em cứ quay hết ở cái phần sự kiện này chúng ta đỡ phí. Còn sang bên kia thì mình nhớ là như là phải 5 điểm hero token mới đổi ra được một cái điểm của sự kiện Centurion, thì thực sự nó phí, anh em cứ quay hết ở phần hiện tại chỉ để chúng ta có thể kiếm phút. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần như này, đó chính là anh em có thể exchange con hàng Van Basten ở trong cái phần sự kiện Centurion. Nó sẽ giống như là 8 cái pack token, tức là anh em có thể hình dung như là chúng ta giống như việc exchange con hàng Lucio, con hàng Voler hoặc là con hàng Yaya Touré mình đã giới thiệu ở phần trước. Nói chung là chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ của Van Basten. Thì cái thẻ này nói thật với anh em là ở phiên bản FIFA Mobile ấy, nó rất là ngon, nhưng mà sang cái phiên bản FC này mình chưa tìm được cái phiên bản nào ngon của con hàng Van Basten. Thực sự nếu như có con hàng này thì nó quá là ngon và quá là ok nha bạn. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng lộ một vài thẻ sẽ xuất hiện trong cái phần sự kiện Centurion này. Đầu tiên là con hàng Philipp Lahm, một cầu thủ đá ở vị trí là RB. Tiếp theo là con hàng Macrile, một con hàng mà phải nói là cực kỳ ngon và một con hàng mà phải nói chạy khắp bao sân luôn. Tiếp theo là cầu thủ Van Nistelrooy, con hàng này thì hiện nay có những cái phiên bản chân chỉ là 3 vạch thì khá là phí, nhưng mà hiện nay thì cũng khá là nhiều cầu thủ của MU xuất hiện trong các phần sự kiện của EA. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có con hàng Zico, một con hàng đá ở vị trí CM mà phải nói là cực kỳ chất lượng. Nhắc đến vị trí CM thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua con hàng là Zico, và một trong những con hàng này anh em sẽ vào lựa chọn để chơi nhé. Và ngoài ra thì ông Atemi cũng là một ông mà cực kỳ có tiếng nói ở trong cộng đồng của FCY, cũng có nhắc đến một vài thông tin liên quan đến cái phần sự kiện này. Ở đầu tiên thì trong cái phần sự kiện Centurion anh em cũng sẽ tương tự có những cái gói exchange như là các cầu thủ này, thì anh em có thể hình dung. Hiện nay thì trong cái phần sự kiện hero nhé, hiện nay trong cái phần sự kiện hero chúng ta cũng có các gói exchange. Đây, ví dụ như anh em có thể là chúng ta có các gói exchange trong cái phần sự kiện hero này. Thì tương tự thôi, trong cái phần sự kiện Centurion thì chúng ta cũng sẽ có những cái gói như này. Cái phần này thì có một vài gói cũng khá là ngon và một vài gói thì cũng chưa được ngon lắm. Nói chung là khi mà ra thì anh em có thể tham khảo và exchange. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phần quà, đấy chính là anh em sẽ nhận được con hàng Cerula Mode của phần sự kiện là Centurion, cầu đời 91, nói chung 91 thì cũng khá là cùi. Và ngoài ra thì nhận được thêm là 1.250 điểm gem. 1.250 điểm gem này thì chúng ta mở một phát ở trong store là hết anh em ạ. Và ok, tranh thủ cái phần sự kiện này thì chúng ta cũng sẽ đến với một Twitter. Chúng ta cũng sẽ điểm qua một vài thẻ cầu thủ dự kiến. Ông Marista này cũng là một Twitter mà cũng khá là nổi tiếng ở trên FC Mobile. Nói chung là anh em nào mà thích theo dõi thông tin về FC Mobile thì có thể đăng ký một cái tài khoản Twitter và chúng ta sẽ theo dõi ba ông này. Mình thì cũng chỉ theo dõi ba ông này thôi. Chúng ta sẽ có một vài cầu thủ như là còn Yassin thực sự cũng lâu lắm rồi không có thẻ. Và Basten, một cầu thủ mà cực kỳ đáng chờ đợi. Louis Figo, Zico, Philipp Lahm, Van Nistelrooy, Macadale, Vidic. Tiếp tục lại là Vidic, một con hàng mà phải nói cực kỳ mau chiến. Bobby Chanton, hy vọng rằng chúng ta sẽ có thẻ Chanton ở trong cái phần sự kiện này. Ông này thì cũng lâu lắm rồi. Trước đây có thông tin là được tặng quà nhưng về sau EA nó lại hủy mất. Chắc là để chờ cái phần sự kiện này. Chúng ta có Koeman, có Eto và Chengi. Chengi là một con hàng mà đánh đầu cực kỳ bá luôn. Tuy nhiên cầu thủ này thông thường cái work rate của con hàng này thì lùi sâu khá là nhiều. Và ngoài ra thì một vài thẻ cầu thủ bình thường, một vài thẻ cầu thủ thường như là con hàng Neuer này, con hàng Ramos này thì cái phiên bản này mình nghĩ là sẽ có. Còn cái phiên bản được tặng là cầu thủ 91, còn cái phiên bản mà thông thường của con hàng này sẽ là con hàng 96. Ngoài ra Macrile, chúng ta có Odegaard, có thêm một vài con hàng nữa. Ok, và anh em mong chờ thẻ nào trong cái phần sự kiện này thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng đến cái phần sự kiện là Mystery Shining. Cái phần sự kiện này thì hôm qua chúng ta cũng đã nhận được một trong hai con hàng, chính là con hàng Martinez đã ở vị trí là RB, và con hàng thứ hai là con hàng là William, một cầu thủ đã ở vị trí là LV kép. Và mình thì thực sự cả hai con hàng này cũng không để làm gì cả. Tuy nhiên chúng ta nhận để làm phút cũng khá là ok em ạ. Và ok, anh em hãy cùng mình nhận con hàng là William này. Con hàng này thì trước đây là một thẻ của Chelsea, phải nói là cũng khá là ngon, nhưng mà thời điểm hiện tại thì cầu thủ này sang Fulham rồi, nói chung là không còn quá nổi bật nữa. Và tuần này chưa qua thì tuần khác đã tới, thì sang tuần tiếp theo chúng ta đã list ra hai cầu thủ có thể nhận được trong cái phần là Mystery Shining này. Ở đầu tiên là con hàng Riyad Mahrez, một cầu thủ đá vị trí là RM và có độ là 90. Và con hàng thứ hai là con hàng Duncan, một cầu thủ đá vị trí là CM và có độ là 90. Thì thực sự những cầu thủ trong cái phần Mystery này thì cũng chỉ để làm cảnh thôi, chúng ta cũng chỉ để làm phút thôi, không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Ngoài ra thì hiện nay chúng ta có các phần sự kiện như là phần sự kiện Hero thì nó không có quá nhiều điểm đáng nổi bật, anh em cứ cày cuốc thôi. Tiếp theo là cái phần sự kiện MLS, cái phần sự kiện này thì hiện nay có gì không nhỉ? Cái phần sự kiện này thì hiện nay cũng không có gì, anh em cứ chăm chỉ đá ở cái phần này để có thể nhận được tối đa phần quà trong cái phần là milestone của cái phần sự kiện MLS nhé. Và tiếp theo nữa thì chúng ta đến với cái phần sự kiện là phần sự kiện UCL, cái phần sự kiện này thì không biết là anh em đã cày cuốc chưa, anh em đã nhận đủ 120 cái điểm này chưa. Cái phần này thì thực sự hôm trước mình đá head to head thì nó khá là cùi nên là thua nhiều, nên là mình đã chuyển hướng sang đá VSA và hiện nay thì mình cũng đã được 120 điểm và dư tận là 3 cái điểm là token này. Chắc 3 cái điểm này thì mình sẽ đi đá chơi và mình sẽ thua để anh em có thể nhận được tối đa trong cái phần này. Và trong cái phần này thì phần quà anh em sẽ nhận được sẽ rơi vào tầm khoảng thứ Tư tuần sau nhé, khi mà chúng ta chuẩn bị reset anh em mới nhận được các phần quà này. Và có nhiều anh em hỏi là cái phần Road to the Final Milestone này chúng ta sẽ nhận được khi nào và điều kiện nhận được là gì. Thì sang tuần khi mà anh em nhận được các phần quà ở đây thì em sẽ có thể nhận được các phần quà bên này. Nói chung là anh em sẽ cần phải chờ nhận được cái phần quà thì mới mở được cái phần milestone bên này. Và cái phần quarter final này thì anh em thắc mắc là không biết chúng ta nên dùng token vào câu lạc bộ nào. Thì nói thật với anh em là câu lạc bộ nào cũng được, tại vì là những con hàng này nó tăng lên nó không quá ngon đâu, nó kiểu 93, 94 thì sau này khi mà kết thúc cái phần trận chung kết của UCL thì những cầu thủ này 93, 94 nó cũng không quá ngon nữa rồi, nên là anh em cứ chọn bừa đi, anh em thích cầu thủ nào thì em chọn thôi anh em ạ. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile ngày hôm nay. Cụ thể thì trong cái gói exchange này chúng ta có cái gói exchange cực kỳ ngon. Đấy chính là anh em sẽ exchange được các con hàng từ 93 đến 94. Cái phần này thì anh em nên exchange nhá. Anh em nếu như mua được cầu thủ thì em cứ exchange đi, tại vì chúng ta có một phần để giải tỏa chính là cái phần coin này. Và mình thì cũng chưa mở được con hàng nào ngon cả. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới là sự kiện Centurion sẽ xuất hiện vào thứ Năm tuần sau. Và tất nhiên là khi ra cái phần sự kiện mới thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên ủng hộ gà bằng cách để cho gà một like, một đăng ký nhá. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.